giá bán bắt đầu cũng đã ổn định, có phần nhích nhanh chút, thì như vậy là cây cao su vẫn cho một cái nguồn lợi kinh tế đối với những người trồng cao su. Nhưng mà để canh tác một cách có một lợi nhuận kinh tế đấy, thì bà con thường là hay mua phân của động vật hay phân chuồng ấy, bà con tắp vô gốc thì bà con mới chuẩn bị bón. Nhưng mà bây giờ cái nguồn của phân động vật nó chưa rõ ràng, có khi nó chưa ủ hoai lắm thì nó sẽ mang theo những mầm bệnh và cũng chưa hẳn là tốt cho cao su. Nên bà con nên có những phân đã ủ hoai rồi thì bà con hãy giải bón như thế, hoặc là tốt hơn hết là bà con mua cái phân hữu cơ mà có ủ vi sinh, có vi sinh rồi, thì nó cái nguồn vi sinh nó giúp và tác dụng phân hủy những chất khó tan ở trong đất để cung cấp cho cao su. Và hai nữa, cao su giai đoạn đầu rất cần lân, không nhiều so với đạm và kali, nhưng mà rất cần để cho bộ rễ phát triển. Mà bộ rễ phát triển thì lúc ấy nó hút nước và hút dinh dưỡng, có lợi cho bộ lá của cao su cũng như quá trình vận chuyển bù cao su. Thế còn bắt đầu khi bón phân NPK thì loại phân chuyên cho cao su với công thức là 16, 6, 18, 7S và cộng TE. Đây là phân bón rất thích hợp cho cao su. Tùy theo điều kiện của bà con, có thể người ta bón bằng 2 lần, 3 lần trong vụ, thì như vậy vừa năng suất của mủ cao su cao mà vừa chất lượng mủ cao su, vì họ đã tính toán những nguyên tố trung vi lượng ở đấy cho cao su. Thế ngoài ra thì trong quá trình canh tác thì bà con cũng nên chú ý phòng bệnh, nhất là hai loại bệnh nấm hồng và đốm mật chìm, là hai bệnh hay tàn phá nhiều đất. Nấm hồng thì hay phá hại ở những cái chạc ba của cây, làm ảnh hưởng tới bộ lá. Còn đốm mắt chim thì tàn phá bộ lá và lây lan rất nhanh, có khi nó lây lan theo tính theo từng ngày, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của cao su. Như vậy là năng suất mủ cũng như chất lượng mủ sẽ giảm sút. Nên bà con chú ý, và chúng ta cũng nên, nếu mà mưa nhiều thì bà con phải theo dõi và xịt thuốc phòng tốt hơn là trị, chứ để đến khi nó bắt đầu nó thành dịch rồi, lúc ấy là gọi là đốm mắt chim hay là nấm hồng nhiều, thì chúng ta vừa tốn kém mà vừa ảnh hưởng tới năng suất.